Một sự cố y tế nghiêm trọng vừa xảy ra trong quá trình tiêm chủng tại trạm y tế xã Yên Sơn của huyện Quốc Oai, Hà Nội vào ngày 3 tháng 11. Trong quá trình tiêm chủng, thì các nhân viên y tế tại đây đã tiêm nhầm vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer-BioNTech cho 18 trẻ từ 2 cho tới 6 tháng tuổi. Sáng ngày 5 tháng 11, Sở Y tế Hà Nội đã có thông tin chính thức về sự cố tiêm chủng này. Theo đó, vào ngày 3 tháng 11, trạm y tế xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội đã tổ chức tiêm chủng cho các cháu có độ tuổi từ 1 cho tới 6 tháng tuổi. Tuy nhiên, thì trong quá trình tiêm chủng đã xảy ra sự cố tiêm nhầm vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer cho 18 trẻ từ 2 cho tới 6 tháng tuổi. Sau sự việc, thành phố Hà Nội đã đưa 18 trường hợp trẻ bị tiêm nhầm vaccine đến Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn để được chăm sóc, theo dõi. Đồng thời, Sở Y tế Hà Nội đã báo cáo Bộ Y tế và tham vấn ý kiến chuyên môn của các giáo sư hàng đầu ở trong nước, các chuyên gia y tế của Tổ chức Y tế Thế giới và UNICEF. Các chuyên gia hàng đầu của Bệnh viện Nhi Trung ương đã được trực tiếp thăm khám cho các cháu. Hiện sức khỏe của các cháu ổn định. Một số cháu có biểu hiện là sốt, sưng đỏ nơi tiêm, là những phản ứng thông thường sau tiêm và không có trường hợp nào sốc phản vệ. Trước sự việc trên, trong chiều ngày 4 tháng 11, huyện Quốc Oai đã chỉ đạo yêu cầu Trung tâm Y tế huyện và Trạm Y tế xã Yên Sơn đình chỉ dây tiêm bao gồm 4 cán bộ y tế và đình chỉ công tác đối với cán bộ y tế trực tiếp tiêm để xem xét trách nhiệm và rà soát lại các quy trình tiêm chủng vaccine cho trẻ em. Trong sáng ngày 5 tháng 11, Bộ Y tế cũng yêu cầu xác định nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. Vâng, thưa quý vị, là theo báo cáo của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch tỉnh Quảng Ninh, thì hiện có 11 địa phương kết nối camera trường học với trung tâm điều hành thành phố thông minh của tỉnh. Qua kiểm tra thì nhiều trường tiểu học và trung học ở 7 huyện thị thành phố có nhiều học sinh, giáo viên không đeo khẩu trang trong thời gian ở trường. Cụ thể, qua kiểm tra 885 trong 1.065 camera trường học ghi nhận 20 trường hợp ở 7 địa phương. Có nhiều giáo viên, học sinh không thực hiện nghiêm túc quy định đeo khẩu trang trong lớp học, bao gồm Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên, Hạ Long, Cẩm Phả, Tiên Yên và Ba Chẽ. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cán bộ, giáo viên, học sinh tuân thủ nghiêm ngặt quy định 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang từ nhà cho tới trường, toàn thời gian ở trường, từ trường về nhà, nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Tuy nhiên thì nhiều trường hợp vẫn làm sai quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết là đã phê bình Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố có trường học để xảy ra vi phạm và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với những người đứng đầu trong các trường hợp vi phạm. Mở đầu chương trình ngày hôm nay là thông tin cập nhật về tình trạng gia tăng ca nhiễm COVID-19 tại nhiều tỉnh thành. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết là 2 tuần vừa qua, số ca nhiễm COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh đang tăng và với số ca nhiễm này thì thành phố đang ở cấp độ 3, tức là ở nguy cơ cao. Nếu mà thành phố Hồ Chí Minh không kiểm soát tốt dịch bệnh thì số ca mắc mới sẽ còn tăng. Đặc biệt là khi thành phố gỡ bỏ giãn cách xã hội thì người dân cũng sẽ tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết là độ bao phủ vaccine phòng COVID-19 tại thành phố tuy cao, nhưng mà hiện nay thì nhiều người dân từ các tỉnh khác đang có xu hướng trở lại thành phố làm việc và có thể là những người này chưa được tiêm vaccine. Do vậy, cần cảnh giác trước nguy cơ là số ca mắc mới tăng cao kéo theo ca nhập viện nặng tăng cao. Tại thành phố Hà Nội, toàn thành phố vẫn còn 7 ổ dịch mới trong cộng đồng và diễn biến phức tạp tại 3 quận là Đống Đa, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm và 4 huyện bao gồm là Hoài Đức, Gia Lâm, Quốc Oai và Mê Linh. Còn tại Lâm Đồng, theo Sở Y tế Lâm Đồng, trên địa bàn của tỉnh vừa phát hiện thêm 2 ổ dịch COVID-19 mới tại nhà máy Trà Ngọc Duy, tổ Thái An, phường 12, Đà Lạt và tại khu nhà trọ Đức Uyên, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương. Trong diễn biến dịch bệnh phức tạp, thì Novavax cho biết là đã hoàn tất quy trình nộp đơn đề nghị Tổ chức Y tế Thế giới WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine ngừa COVID-19 của hãng. Công ty đã đệ trình lên cơ quan y tế tất cả dữ liệu cần thiết để đánh giá NVX-CoV-2373 vaccine COVID-19 được sản xuất dựa trên công nghệ là protein vài ngày sau khi được cấp phép sử dụng khẩn cấp đầu tiên ở Indonesia. Vaccine COVID-19 của Novavax chứa các protein gai được tạo ra bởi các tế bào bướm đêm bị nhiễm virus biến đổi gen. Các nhà khoa học thu hoạch và kết nối các protein gai này với hạt nano tạo thành vaccine chống COVID-19. Yêu cầu bảo quản đối với vaccine của Novavax tương đối dễ hơn so với một số loại vaccine COVID-19 khác, khi nó có thể giữ được trong nhiệt độ tủ lạnh bình thường. Nếu được nhà quản lý cấp phép, vaccine Novavax sẽ góp phần giải quyết tình trạng nguồn cung khan hiếm trên toàn cầu. Giám đốc điều hành của Novavax nhận định là việc Indonesia trở thành quốc gia đầu tiên cấp phép giúp đáp ứng cho nhu cầu vaccine quan trọng tại quốc gia có dân số đông thứ tư trên thế giới. Công ty đang mong đợi là các cơ quan quản lý ở những quốc gia khác, bao gồm là Ấn Độ và Philippines, sẽ đưa ra quyết định về loại vaccine của họ trong vòng vài tuần tới. Họ cũng đang trong quá trình là nộp đơn xin các cơ quan quản lý Mỹ phê duyệt vào cuối năm nay.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, cùng với nhiều địa phương khác trên cả nước thì mới đây một số tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng đã vui mừng quay trở lại trạng thái bình thường mới, trong đó phải kể đến đó chính là Cần Thơ và Đồng Tháp. Nếu như mà ở Đồng Tháp các đường phố đã trở nên nhộn nhịp hơn, hàng quán được mở cửa trở lại thì tại thành phố Cần Thơ, các nhà vườn cũng đã có sự chuẩn bị để chờ đến ngày được đón khách tham quan. Vâng, nếu mà ai yêu thích miền Tây thì chắc chắn là cũng sẽ thích cái thời điểm này, bởi vì là tháng 11 là cái thời điểm là mùa nước nổi ạ, cũng là khi mà miền Tây đang khoác lên mình những màu áo rất rực rỡ. Chính vì vậy mà mỗi năm nơi đây thì thu hút rất nhiều khách du lịch đến tham quan vào những ngày tháng 11 như thế này. Vâng, và một trong những cái địa điểm tham quan mà nổi tiếng tại khu vực miền Tây chính là huyện Lai Dung của tỉnh Đồng Tháp với các cái vườn quýt hồng triệu quả. Mùa quýt về thời tiết thuận lợi, người dân đang rục rịch dọn vệ sinh, trang trí lại vườn để chuẩn bị mở cửa đón khách tham quan. Nhưng do tình hình dịch Covid-19 còn nhiều diễn biến khó lường nên các chủ điểm du lịch vẫn còn e ngại. Và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tham quan tại một vài nhà vườn tại tỉnh Đồng Tháp để xem không khí chuẩn bị của người dân như thế nào nha. Chị Nguyễn Thị Hồng đang dọn dẹp và trang trí lại vườn quýt của gia đình để chuẩn bị mở cửa đón khách tham quan. Tuy vậy, còn e ngại trước tình hình dịch bệnh nên chị Hồng không chủ động đầu tư nhiều mà chủ yếu là vệ sinh vườn thông thoáng để có thể đón khách giữa tháng 11 này. Bây giờ là bắt đầu mới có chuẩn bị lại, dọn dẹp vườn đồ lại chuẩn bị cho nó trang trí lại thì cũng không có gì thay đổi mới. Cũng không có dám đầu tư về thêm mấy cái dịch vụ mới. Dịch bệnh mà nó ổn định lại có khách là vẫn đón khách là bình thường. Cũng như những điểm tham quan khác, anh Trần Hữu Minh Khang, chủ điểm tham quan vườn cây ăn trái Út Hớn, xã Long Hậu, chỉ mới bắt tay vào trang trí lại vườn. Dù chưa biết diễn biến dịch bệnh ra sao, nhưng anh Khang vẫn hy vọng có thể mở cửa đón khách tham quan. Thì như mỗi năm thì đến bây giờ thì là có thể là cơ bản là đã sẵn sàng để đón khách cái dịp Tết Tây này nè. Do tình hình dịch bệnh thì điểm cũng không biết làm sao, nhưng vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng để mở cửa đón khách trong cái dịp Tết này. Điểm của mình thì có trang bị thêm một cái số giống như là mình trồng một cái vàng nho để khách bước ra là có thể đi tham quan luôn. Thì đang cố gắng sẽ xử lý để cho trái ngay cái dịp Tết này luôn, để vừa kết hợp tham quan quýt hồng và có nho đồ này kia để khách tham quan chụp ảnh. Hiện Phòng Văn hóa Thông tin huyện Lai Vung đang kiểm tra, rà soát lại các điểm tham quan còn đủ điều kiện mở cửa đón khách trên địa bàn để có hướng dẫn đảm bảo an toàn. Là an toàn mới mở cửa, giờ mở cửa thì phải đảm bảo an toàn. Thứ nhất là xanh đối với cái điểm tham quan, đảm bảo các điều kiện về nước khử khuẩn, khẩu trang và đo thân nhiệt cho khách tham quan. Thứ hai là xanh đối với người quản lý và nhân viên phục vụ là phải được tiêm ngừa đủ 2 liều vaccine. Và cái xanh thứ ba đó là đối với khách tham quan, khách tham quan cũng phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc là chứng nhận đã điều trị khỏi bệnh Covid. Việc đưa hoạt động du lịch tái khởi động trở lại trên nguyên tắc thích ứng an toàn với dịch Covid-19 đang được tỉnh Đồng Tháp thúc đẩy thực hiện, và kèm theo đó là những kỳ vọng không nhỏ của những người làm du lịch xứ sở đất sen hồng. Lai Vung là vùng đất nằm giữa hai con sông lớn ở Nam Bộ là sông Tiền và sông Hậu, được thiên nhiên ban tặng cho nguồn nước ngọt và lượng phù sa màu mỡ, nên là từ lâu thì đã trở thành một vùng cây lành trái ngọt, đặc biệt là vườn quýt hồng nổi tiếng đã trở thành một cái điểm thu hút đông đảo du khách đến. Vâng ạ, nếu mà ai mà quan tâm hoặc là có cái sở thích là đi tham quan du lịch cái xứ sở quýt hồng thì chắc hẳn sẽ nhớ cái sắc vàng nhuộm của Lai Dung vào mỗi dịp Tết dương lịch đến. Điều này làm nên thương hiệu cho quýt hồng Lai Dung. Ngoài cái chất lượng ngon ngọt đẹp mắt, các nhà vườn ở đây còn trồng quýt theo tiêu chuẩn Việt Gáp nữa, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng cũng như là khách tham quan đến đây, thưa quý vị. Vâng, Covid-19 thì cũng đã gây ra rất là nhiều ảnh hưởng đối với ngành du lịch, nhưng mà chúng ta có thể nhìn nhận lại là chúng ta có thể thay đổi lại cái xu hướng từ du lịch quốc tế chuyển sang du lịch nội địa. Và dịch Covid-19 dự báo là sẽ chưa thể kết thúc sớm, cho nên là khi mà có đầy đủ vaccine để tiêm cho những người dân thì điều này đồng nghĩa với việc là khách du lịch cũng cần biết thêm những thông tin chi tiết về hệ thống chăm sóc sức khỏe và đặc biệt là của các điểm đến nữa, hay là những gói bảo hiểm du lịch. Những thông tin như vậy thì sẽ rất là hữu ích cho khách du lịch để giúp họ giảm bớt đi những lo lắng và yên tâm để thực hiện những chuyến đi của mình.